Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin nhiều người dân ở Tiên Lữ yêu thích bộ môn cờ tướng. Trên địa bàn huyện Tiên Lữ hiện có 10 câu lạc bộ cờ tướng, thu hút trên 200 vận động viên thường xuyên tham gia luyện tập. Ngoài các câu lạc bộ, tại nhiều địa phương như thị trấn Vương, xã Hải Triều, xã Thiện Phiến, xã Dị Chế, môn cờ tướng còn được phát triển dưới hình thức chơi dân dã như chơi tại gia đình, nhà văn hóa, vỉa hè, thu hút rất đông người chơi và người xem. So với một số bộ môn thể thao khác, cờ tướng không đòi hỏi nhiều về cơ sở vật chất, chỉ với một bàn cờ là có thể tạo nên một sân chơi lành mạnh bổ ích. Từ các phong trào chơi cờ tướng tại các địa phương, đã có nhiều vận động viên được chọn thi đấu và giành giải cao của huyện, của tỉnh. Tại giải thi đấu cờ vua cờ tướng do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hồi tháng 5 vừa qua, đoàn vận động viên huyện Tiên Lữ đã giành vị trí thứ 3 toàn đoàn. Những năm qua, nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, huyện Văn Giang sớm quán triệt và tập trung chỉ đạo các xã thị trấn dành quỹ đất quy hoạch xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao. Tiêu biểu trong đó phải kể đến xã Vĩnh Khúc. Tại 4 thôn của xã đều có sân chơi thể thao. Ở bộ môn bóng đá, nhờ có cơ sở vật chất nên bộ môn này thu hút rất nhiều nam thanh thiếu nhi tham gia. Thành lập 4 câu lạc bộ bóng đá, đặc biệt tại thôn Đông Khúc đã có sân bóng nhân tạo và các lớp học bóng đá dành cho thanh thiếu nhi. Điều này không chỉ giúp tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em vùng nông thôn mà còn giúp các em tiếp cận được những bài tập kỹ thuật chuyên nghiệp của bộ môn bóng đá. Do đó, tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên kỳ vừa qua, huyện Văn Giang đã giành huy chương vàng ở bộ môn bóng đá. Phần lớn các cầu thủ trong đội thuộc xã Vĩnh Khúc. Bóng đá là bộ môn thể thao được nhiều người ở thôn Sâm Hồng, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang yêu thích và luyện tập thường xuyên. Câu lạc bộ bóng đá của thôn thành lập từ năm 2010 với 2 đội bóng nhi đồng và thanh niên. Sân vận động thôn được đầu tư khang trang, có hệ thống chiếu sáng, thoát nước và khán đài. Vào dịp hè hàng năm, thôn Sâm Hồng tổ chức giải bóng đá thanh thiếu niên mở rộng nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên thanh niên trong và ngoài xã. Đây là giải bóng đá phong trào quy mô lớn nhất huyện Văn Giang, được tổ chức từ nguồn xã hội hóa. Năm nay là năm thứ 8 giải được tổ chức, quy tụ 12 đội bóng đến từ 8 xã thị trấn trong huyện. Các trận đấu đều thu hút đông đảo nhân dân tới cổ vũ. Hiện nay ở xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ có 2 phòng tập gym và aerobic, thu hút đông đảo các lứa tuổi đến rèn luyện sức khỏe. Mỗi buổi tập từ 30 tới 45 phút với nhiều loại máy kéo căng và làm to cơ bắp. Bên cạnh gym, nhảy aerobic cũng được chị em phụ nữ tích cực luyện tập. Mỗi buổi tập sẽ kéo dài 30 phút với 3 bài tập trên nền nhạc sôi động. Ngoài ra ở xã Minh Châu, phong trào thể dục thể thao còn phát triển rất sôi nổi với nhiều bộ môn khác như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông. Hoạt động thể dục thể thao này không những giúp mọi người khỏe mạnh mà còn thể hiện đời sống văn hóa tinh thần của người dân ở các khu dân cư ngày càng được nâng cao. Trong những năm gần đây, bên cạnh việc đầu tư vào cơ sở vật chất như là phòng học, các thiết bị học tập, thì việc tạo không gian sinh hoạt cho học sinh cũng được các nhà trường chú trọng. Việc sử dụng sân cỏ nhân tạo để lót sân chơi cho học sinh là một giải pháp được nhiều phụ huynh nhà trường yêu thích. Trường Tiểu học An Tảo là một trường có diện tích không lớn trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Ngoài nhu cầu về phòng học, trang thiết bị giảng dạy, thì nhu cầu về sân chơi cho học sinh cũng ngày càng gia tăng. Tháng 9 năm 2018, Trường Tiểu học An Tảo đã đưa vào sử dụng sân cỏ nhân tạo có diện tích 500m². Đây là một sự nỗ lực không nhỏ của nhà trường và các bậc phụ huynh để tạo một sân chơi an toàn cho học sinh. Để phát triển được cái thể chất, nhất là cái giờ thể dục giữa giờ của các em mà tập trên một cái sân bê tông như thế này thì nó không đảm bảo, sẽ gây ra những cái tai nạn thương tích. Ban giám hiệu cũng mạnh dạn vừa phối kết hợp cùng với bậc phụ huynh, học sinh của trường và các mạnh thường quân để xây dựng được một cái sân cỏ nhân tạo như thế này. Trước đó, một số trường như trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật, huyện Khoái Châu, trường Tiểu học Xuân Quan, huyện Văn Giang, trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, huyện Khoái Châu cũng đã xây dựng sân cỏ nhân tạo với diện tích trên 1.000m², làm sân rèn luyện thể chất cho học sinh. Nhà trường rất là coi trọng cái việc cho các con được rèn luyện cái thể chất trong nhà trường. Chính vì vậy thì với cái phương châm là nhà nước và nhân dân cùng làm, nhà trường đã có những cái sự mà kết hợp để huy động những cái nguồn vốn và tạo cho các con những sân chơi bãi tập thực sự là hiệu quả và hợp lý. Việc đưa sân cỏ nhân tạo vào trường học là cách làm đã có từ lâu tại các đô thị lớn. Ở tỉnh ta, việc làm này mới chỉ phát triển trong 2 năm trở lại đây, song hiệu quả nó đem lại là có thể thấy rõ. Từ khi mà cái sân cỏ nhân tạo này mà đưa vào hoạt động thì các môn thể thao đều được phát triển, cái phong trào bóng đá đi lên, bên cạnh đó thì cái thành tích nó sẽ phát triển hơn.
Hiện nay với sự phát triển của cuộc sống hiện đại, các sân trường không còn là sân đất như trước, thay vào đó là sân gạch, sân bê tông. Nhưng đây không phải là những mặt bằng lý tưởng cho trẻ vui chơi. Việc sử dụng sân cỏ nhân tạo trong nhà trường đã khắc phục được những nhược điểm này. Sân này khi đá chân rất êm và ngã không đau, sân bê tông lúc ngã thì sẽ bị có vết thương. Em thích sân này hơn vì nó sạch sẽ hơn và khi mà nó ngã thì cái sân này nó có mấy cao su lên là không làm cho mình chảy máu được. Những lợi ích mà sân cỏ nhân tạo đem lại cho các nhà trường và học sinh đã được chứng minh. Tuy nhiên, kinh phí để xây dựng sân cỏ nhân tạo thì không hề nhỏ. Sở dĩ một số cơ sở đã đưa vào sân cỏ nhân tạo trong nhà trường hầu hết đều bằng cách huy động các nguồn lực xã hội hóa. Có lẽ đây là cách làm để nhiều trường có thể học tập và nhân rộng. Bình nước nóng Rossi Sapphire, sản phẩm cao cấp của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao của chúng tôi tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.